Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Sau trận Trân Châu Cảng, Không quân Nhân dân Việt Nam là lực lượng duy nhất trên thế giới thực hiện không kích vào chiến hạm Mỹ. Trận Đồng Hới là một trận đánh quan trọng giữa hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ với các đơn vị phá bờ biển và phân đội 2 máy bay chiến đấu MiG-17 của Không quân Nhân dân Việt Nam vào ngày 19 tháng 4 năm 1972 tại bờ biển Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đây là lần đầu tiên MiG-17 của Không quân Nhân dân Việt Nam tấn công hạm đội 7 của Mỹ. Sau trận đánh, Hoa Kỳ vẫn tuyên bố chiến thắng và đã đánh chìm 2 tàu phóng lôi của Hải quân Nhân dân Việt Nam và bắn rơi một chiếc MiG-17. Tuy nhiên, tài liệu của phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho thấy rằng trong trận đánh này chỉ có 2 máy bay MiG-17 của Việt Nam xuất kích và cả 2 chiếc đều trở về an toàn, không có chiếc nào bị bắn hạ. Hải quân Việt Nam thì cũng ghi nhận rằng vào năm 1972, Hải quân Nhân dân Việt Nam chỉ xuất trận một lần tại vùng biển Cát Bà ngày 27 tháng 8. Việc Hoa Kỳ tuyên bố đánh chìm 2 tàu phóng lôi là không có thật. Bối cảnh trận đánh. Từ sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Hải quân Mỹ liên tục triển khai tàu chiến dọc theo bờ biển miền Bắc Việt Nam, ngày đêm pháo kích vào bờ, gây nhiều thiệt hại cho quân và dân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Về phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hoạt động chống trả mới chỉ dùng pháo trên mặt đất, nên đối phó với các mục tiêu di động như tàu chiến ở khoảng cách từ 10 đến 15 km là hiệu quả rất hạn chế. Một kế hoạch sử dụng không quân tập kích chiến hạm của Mỹ ở Biển Đông đã ra đời vào năm 1972. Năm 1972, Hải quân Hoa Kỳ tiến công Quảng Bình nhằm ngăn chặn con đường vận chuyển vũ khí Bắc Nam trên cả tuyến đường Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh trên biển. Khi đó, chiến dịch xuân hè 1972 đang diễn ra ác liệt. Để bảo vệ tuyến đường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam quyết định xây dựng sân bay Khe Gác, một sân bay dã chiến nhằm đánh chặn để lùi máy bay, tàu chiến của Mỹ, không cho đối phương có cơ hội chặn đứt tuyến đường Trường Sơn, tạo điều kiện cho các phương tiện cơ giới vận chuyển khí tài, vật lực vào chiến trường miền Nam. Sân bay được hoàn thành sau 7 tháng thi công và đây là một sân bay trên nền đất. Đây là một sân bay dã chiến nằm trên làng Gát thuộc tỉnh Quảng Bình, được xây dựng từ năm 1968 để làm sân bay cơ động cho máy bay của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phục kích đánh địch. Sân bay này được ngụy trang rất kỹ lưỡng nên tuy rất gần với bờ biển, máy bay địch hàng ngày qua lại mà không phát hiện được. Trước khi trận chiến xảy ra, lực lượng phòng không không quân Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp bàn phương án đánh hải quân Mỹ trên biển, trong đó sử dụng MiG-17 là phương tiện chiến đấu. Trung đoàn Không quân 923 là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Để phục vụ cho kế hoạch này, lực lượng không quân đã tiến hành nhiều công việc chuẩn bị chu đáo và bí mật. Cho đến lúc này, Không quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới chỉ có máy bay vận tải và tiêm kích, còn chưa có lực lượng máy bay ném bom. Thế nhưng, không vì thế mà bỏ cuộc, Không quân Việt Nam đã sáng tạo sử dụng máy bay MiG-17 để thực hiện kế hoạch. Trung đoàn Không quân 923 chuẩn bị một phi đội cường kích đến khu vực Bạch Long Vĩ tập ném bom với sự giúp đỡ của các phi công Cuba, những người có kinh nghiệm nhiều về việc ném bom ở độ cao cực thấp. Để phối hợp thực hiện phương án, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bố trí một tổ chỉ huy bổ trợ tại Sở Chỉ huy Tiền phương của Bộ Tư lệnh Hải quân, một đài quan sát tại cửa dinh và đặt trạm radar 403 ở cửa biển Nhật Lệ, thu thập tin tức tình báo trên biển cung cấp cho Sở Chỉ huy. Gần đến trận đánh, Phó Tư lệnh Không quân Nguyễn Phúc Trạch trực tiếp vào Quảng Bình lập Sở Chỉ huy Tiền phương. Trung đoàn 923 lập Sở Chỉ huy trực tiếp ở Đồng Hới để căn cứ vào tình hình ra lệnh cho máy bay xuất kích. Thời điểm tiến hành trận đánh được chọn vào tháng 4 năm 1972. Diễn biến trận đánh. Ngày 10 tháng 4 năm 1972, các phi công Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Văn 7B, Lê Xuân Dị cùng với thợ máy Trung đoàn 923 mang theo bom loại 250kg và đạn 23 ly, 37 ly hành quân bộ vào đến Gát an toàn. Lưu ý, phi công Nguyễn Văn 7B khác với đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn 7A là người đã bắn hạ 7 máy bay Mỹ. Phi công Nguyễn Văn 7B hy sinh cùng năm 1972, còn phi công Nguyễn Văn 7A thì mới mất năm 2019. Ngày 18 tháng 4 năm 1972, lúc 15 giờ 45 phút, Sở Chỉ huy Binh chủng Không quân Việt Nam và Trung đoàn Tiêm kích 923 tổ chức cho hai phi công Lê Hồng Điệp và Tử Đệ lái hai chiếc MiG-17 từ sân bay Kép về sân bay Gia Lâm, sau đó bay vào sân bay Vinh. Từ Vinh, để đảm bảo bí mật và an toàn, Sở Chỉ huy dẫn đường cho từng chiếc một bay vào Khe Gát. Chiếc thứ nhất hạ cánh, chiếc thứ hai mới cất cánh. Chỉ một ngày sau, cả hai chiếc máy bay này được kỹ sư Trương Khánh Châu kiểm tra, cải tiến và lắp bom sẵn sàng xuất trận. Sáng 19 tháng 4 năm 1972, phía Việt Nam đã phát hiện tới chiến hạm của hạm đội 7 Hoa Kỳ nhưng ở xa bờ và thời tiết xấu. Đến 15 giờ 30 phút, máy bay Mỹ vào đánh phá sân bay Đồng Hới và tàu chiến Mỹ đã pháo kích cây đèn biển. Phân đội radar 403 Quảng Bình gồm đại đội trưởng Nguyễn Văn Nhàn, đại trưởng Phan Thanh Hải, trắc thủ số 1 Lương Anh Tiến,
trắc thủ số 2 Nguyễn Xuân Hoan được lệnh chiến đấu. Ngay sau đó, một tốp 4 tàu địch tiến vào cách cửa Lý Hòa khoảng 15 km, một tốp vào đông Quảng Trạch cách bờ 7 km, 3 tàu ở đông Lý Hòa 18 km. Đài radar 403 cũng phát hiện một tốp 4 tàu địch đậu cách cửa biển Nhật Lệ 16 km. Thời tiết từ lúc này đã tốt hơn, tầm nhìn trên 10 km. Thời cơ đánh địch đã đến. Biên đội Lê Xuân Dị và Nguyễn Văn 7B được lệnh xuất kích đánh tốp 4 tàu địch ở hướng Nam 15 độ, lúc đó là 16 giờ. Phân đội tàu của Hải quân Mỹ gồm tàu tuần dương USS Oklahoma City, tàu hộ vệ tên lửa USS Stead và hai tàu khu trục USS Lloyd Thomas và USS Hebe. Các tàu này đang thực hiện bắn phá bờ biển Quảng Bình, Vĩnh Yên. Các đơn vị phá bờ biển chống trả quyết liệt. Các trắc thủ Việt Nam tập trung thao tác và thông báo liên tục phần tử tàu của phía Mỹ và máy bay của phía Việt Nam. Vì sân bay dã chiến hẹp, không cất cánh được cả biên đội cùng một lúc, số 1 Lê Xuân Dị lên trước. Vượt qua cửa Lý Hòa, nhìn vào bờ, thấy những điểm khói, số 1 phán đoán rằng địch đang pháo kích. Nhìn thật kỹ ra phía bên ngoài thì phát hiện tới hai vệt trắng trên làn nước xanh thẳm. Số 1 báo cáo phát hiện địch và xin công kích. Chỉ huy sở tiếp tục thông báo về địch và nhắc biên đội rằng bình tĩnh, chuẩn xác, quyết tâm tiêu diệt địch. Lê Xuân Dị vòng qua biển, chọn hướng công kích tàu địch từ phía ngoài khơi vào bờ. Anh đổi hướng vào giữa hai thân tàu của địch và bay bằng ở độ cao cách mặt nước biển khoảng 50m với tốc độ khoảng 800 km/h. Đây là một độ cao mà các máy bay MiG rất dễ gặp tai nạn và ngay cả các phi công Liên Xô cũng chưa bao giờ làm điều đó. Trên màn hình hiện sóng tín hiệu của MiG trùng lên tín hiệu của các tàu chiến Mỹ. Số 1 liền nhanh chóng cắt hai quả bom loại 250 kg. Nhìn lại thấy một cột nước vọt lên. Số 1 được dẫn về hạ cánh sân bay Gat lúc 16 giờ 18 phút. Chiếc MiG-17F do phi công Lê Xuân Dị điều khiển đã ném một quả bom loại 250 kg trúng một tháp pháo 127 ly trên tàu khu trục USS Hebe. Trong khi số 1 công kích, số 2 Nguyễn Văn 7B làm nhiệm vụ cảnh giới trên không đề phòng tiêm kích của địch. Theo lời của phi công Lê Xuân Dị, do giãn cách đội hình hơi xa nên Nguyễn Văn 7B không quan sát được phi công Lê Xuân Dị, nên phi công 7 tiếp tục bay vòng ra phía biển tìm mục tiêu. Đến đông bắc cửa Dinh vẫn không thấy tàu địch, anh bay thêm một vài phút nữa thì phát hiện hai tàu khu trục của Mỹ đang pháo kích vào bờ. Được lệnh của sở chỉ huy cho phép công kích, Nguyễn Văn 7B bay lướt qua tàu khu trục, ép độ nghiêng vòng trở lại. Máy bay được hạ độ cao xuống khoảng 50m, tăng lực đạt tốc độ 800 km/h. Nguyễn Văn 7 cắt bom khi điểm ngắm chạm mớ nước ở thân tàu cách khoảng 750m rồi kéo máy bay vượt qua anten của tàu. Hai trái bom chạm mớ nước thia lia đâm thủng tàu phần gần đuôi. Một cột vừa nước vừa khói màu da cam bao phủ tàu địch cao đến 20m. Mấy phút sau, hai chiếc F4 đến lượn vòng trên khu vực tàu vừa bị đánh. Nguyễn Văn 7 về hạ cánh an toàn sau số 1 gần 2 phút. Trận đánh diễn ra từ khi cất cánh đến khi chiếc số 2 hạ cánh xong chỉ trong vòng khoảng 17 phút. Ngay sau khi bị đánh bom, Hải quân Hoa Kỳ cho một phân đội máy bay cất cánh từ tàu sân bay tấn công vào bờ biển Đồng Hới. Đơn vị radar 403 phát hiện hai tốp máy bay của địch bay tới biển vào. 2 phút sau, hai quả tên lửa bức xạ chống radar AGM-45 Strike được phóng xuống gần trận địa radar. Các trắc thủ radar thao tác theo quy trình chống Strike nên trận địa vẫn an toàn. Hai quả tên lửa nổ cách trận địa khoảng 1.500m. Ngày 20 tháng 4, quân đội Mỹ đã cho máy bay đánh phá sân bay Vinh và phải tới ngày 22 tháng 4, quân đội Mỹ mới phát hiện và tập trung đánh phá hủy diệt sân bay Gat, khiến một chiếc MiG-17 bị đánh hỏng. Chiếc còn lại thì bay được trở về sân bay Gia Lâm và hạ cánh an toàn. Kết quả trận đánh. Sau trận này, Đô đốc hạm đội Thái Bình Dương phải lệnh cho các tàu lùi ra xa, tạm dừng các chuyến tuần tra, pháo kích, bắn phá bờ biển miền Bắc Việt Nam trong vòng mấy tháng để tìm cách đối phó với không quân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là kết quả mà phía Việt Nam mong đợi sau chiến thắng của trận tấn công. Theo tài liệu từ phía Mỹ thừa nhận, chiếc MiG-17 của Lê Xuân Dị đánh trúng một tháp pháo của tàu khu trục USS Hebe, còn Nguyễn Văn 7B đánh trúng tàu tuần dương USS Oklahoma City. Hai chiếc tàu này chỉ bị hư hỏng mà không bị đánh chìm. Song, không quân nhân dân Việt Nam đã lập được một chiến tích tuyệt vời. Theo tuyên bố của phía Hoa Kỳ, thì chiếc MiG-17F của phi công Lê Xuân Dị đã bị bắn rơi bởi một chiếc tên lửa RIM-2 Theory phóng từ chiếc USS Stead. Tuy nhiên, thực ra chiếc MiG-17 của phi công Lê Xuân Dị đã hạ cánh an toàn. Ngoài ra, phía Hải quân Hoa Kỳ cũng tuyên bố bắn chìm hai chiếc tàu phóng lôi trong biên đội tàu phóng lôi của Hải quân Việt Nam. Tuy nhiên, tài liệu của Hải quân Việt Nam cho thấy rằng không có tàu nào của lực lượng này xuất kích trong ngày 19 tháng 4 năm 1972. Lần đầu tiên và cũng rất hy hữu trong lịch sử quân sự thế giới,
máy bay phản lực MiG-17 ném bom theo phương pháp thiên liêng trúng vào mục tiêu di động là tàu chiến. Đáng nói hơn, kể từ sau Thế chiến thứ hai, duy nhất không quân Việt Nam đánh trúng đoàn tàu chiến của Mỹ. Like và tương tác với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battleground Người Kể Sử. Đường link mình có gắn ở phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của tên mình tại Battleground Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battleground Thường Trường Kể Chuyện nhé. Đây là một dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.